Trong một ngày đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. 4 đối tượng gồm Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Giang Phú, Nguyễn Hoàng Phi cùng 22 tuổi và Hứa Dinh Thà 27 tuổi đã bị công an tuần tra cùng người dân bắt giữ. Hiện tại thì có 4 đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, lực lượng công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đang trên đường tuần tra khi đến khu vực ngã ba xã Phước Đông thì phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy vừa ra tay cướp giật dây chuyền của một phụ nữ. Với sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác đã khống chế bắt giữ nhóm đối tượng trên, thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, 2 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 3 điện thoại di động và các đồ vật liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên bàn bạc mua bình xịt hơi cay đến tỉnh Tây Ninh để cướp giật. Riêng trong ngày bị bắt, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp giật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định.